Xin chào, vậy là lại một tuần nữa đã trôi qua và chúng ta gặp lại nhau ở trong series recap của Gear Up. Ở video recap số 144 lần này, chúng ta sẽ nói về mức giảm giá rất sâu của Nissan Almera, về Honda Civic SE, một phiên bản rất thú vị của Honda Civic nhưng không được bán tại Việt Nam, về sự khai tử trong lặng thầm của chiếc Mercedes EQC và cuối cùng là một loạt hình ảnh đẹp mắt của chiếc Cadillac Escalade 2025. Về Nissan Almera và Honda Civic, nếu các bạn có quan tâm tới hai mẫu xe này thì chúng tôi đã để sẵn hàng loạt những video mà Gear Up thực hiện tại phần mô tả để các bạn có thể dễ dàng tham khảo. Ngoài ra thì một video rất đáng xem về VinFast VF9 và sự so sánh giữa VF9 và Carnival cũng là những nội dung được chúng tôi giới thiệu ở khu vực này. Và cuối cùng, nếu bạn chưa phải là subscriber thì muốn click đăng ký sẽ giúp cho chúng tôi có mặt ở đây mỗi tuần và mang tới anh em những nội dung thú vị. Ngoài ra, nếu đã là subscriber rồi thì một click ấn like sẽ giúp cho video mà các bạn đang xem được nhiều anh em yêu xe khác biết tới. Theo thông tin mới đây được Tuổi Trẻ Online đăng tải thì Nissan Almera vừa có một mức giảm giá rất sâu tại đại lý lên tới 116 triệu đồng và đưa mẫu xe hạng B này về con số khởi điểm là 432 triệu đồng, tức là thậm chí còn rẻ hơn phiên bản cao cấp nhất của chiếc Hyundai i10, chiếc xe thuộc phân khúc hạng B. Với mức giảm giá này thì đây sẽ là một động thái theo kiểu dọn kho cho phiên bản Almera facelift 2024 sắp ra mắt trong thời gian tới. Đồng thời thì tôi cũng cho là Nissan đang chuẩn bị để đối phó với một đợt giảm thuế trước bạ dành cho những mẫu xe lắp ráp trong nước. Và một điểm khá thú vị ở đây là ba phiên bản thường của chiếc Nissan Almera với màu đen, đỏ, cam được giảm giá nhiều hơn những phiên bản còn lại, và phiên bản đặc biệt cũng được giảm giá nhiều hơn so với phiên bản thông thường. Với riêng cá nhân tôi, nếu bạn không phải là một người quá sợ ba chữ ít đại lý cũng như là không sợ đi ngược lại đám đông thì 432 triệu đồng cho chiếc Nissan Almera phiên bản CVT bây giờ quả thật là một món hời. Về tổng thể, giá trị của chiếc xe hạng B này mang lại vẫn vậy, nó là một mẫu xe thuộc diện to con, không gian bên trong tương đối rộng rãi, động cơ chạy vui khỏe và đặc biệt là dàn chân vô cùng chắc chắn. Bên cạnh đó, một giá trị rất tốt khác mà Nissan Almera mang tới cần phải nhắc tới ở đây đó là cảm giác lái rất tử tế của nó. Bên cạnh chiếc Honda City, một trong hai chiếc mà tôi đánh giá là có cảm giác lái vui vẻ, thú vị, có độ chân thực ở phân khúc hạng B. Ngoài ra, nếu bạn có ngân sách khoảng thêm 50 triệu đồng để lên phiên bản Almera CVT đặc biệt thì với tôi, hàng loạt những trang bị có thêm của mẫu xe này là một lựa chọn cũng đáng cân nhắc. Và tất nhiên rồi, điểm đánh đổi ở đây là các bạn sẽ phải mua những chiếc Nissan Almera với VIN 2023, tức là bị thiệt 1 năm vào thời điểm mua xe. Và về cơ bản thì bất cứ mẫu xe nào giảm giá sâu cũng đều sẽ có sự đánh đổi ở trong đó. Và một cách tổng quát thì nếu anh em thuộc diện cả thèm chóng chán, các bạn không nên mua những chiếc xe thuộc diện giảm giá quá sâu. Ở Việt Nam, nếu có điều kiện sở hữu chiếc Honda Civic RS thì bạn cũng đã có một hạnh phúc theo kiểu không phổ thông rồi. Bên cạnh đó, nếu bạn có đủ kinh tế để mua được chiếc Honda Civic Type R thì bạn sẽ thuộc top 1 trên 1 triệu. Và ở nước ngoài thì có một phiên bản giao thoa giữa hai phiên bản kể trên được gọi là Honda Civic SE, một phiên bản mà tôi cho rằng người Việt Nam rất ưa thích nhưng lại không được bán ở Việt Nam. Ở phiên bản Honda Civic SE 2024, Honda tiếp tục mang tới sự hứng khởi tốt hơn bên cạnh một mức giá dễ tiếp cận hơn cho những người yêu Honda Civic. Với Honda Civic SE 2025, các bạn sẽ sở hữu khối động cơ 1.5 turbo tạo ra tới 200 mã lực và 260 Nm mô men xoắn, những con số mạnh hơn khá nhiều Honda Civic thường. Bên cạnh đó thì những điểm khác biệt ở ngoại thất, nội thất cũng như là dàn chân cứng cáp hơn tạo ra một không khí thể thao hơn cho phiên bản này. Và cuối cùng, rất đặc biệt là trên phiên bản Honda Civic SE, các bạn sẽ có hộp số sàn 6 cấp với tính năng Auto Race Matching, tức là ở các pha mà các bạn dồn số gấp, chúng ta sẽ không phải đệm ga để tạo ra các bước chuyển số mượt mà hơn nữa. Đồng thời, khi chuyển số xuống khu vực thấp hơn để qua cua, các bạn cũng sẽ giữ nguyên được đồ thị mô men xoắn, giúp chúng ta có những pha thoát cua hứng khởi hơn rất nhiều. Ngoài những khác biệt về mặt nội ngoại thất, ví dụ như logo SE ở ngoài xe hay bộ ghế thể thao, thì trên phiên bản Civic SE 2025 các bạn cũng sẽ có một phần đồng hồ điện tử hiển thị hoàn toàn khác biệt so với phiên bản thường. Và cuối cùng thì mức giá của chiếc Honda SE 2025 tại Mỹ là khoảng trên 30.000 đô la, tức là chỉ đắt hơn phiên bản Sport ở đây khoảng 10%, một con số quả thật là trong mơ với rất nhiều anh em ở Việt Nam. Mặc dù là sản phẩm đầu tiên của Mercedes tham gia vào sân chơi xe điện một cách chính thức với thương hiệu là Mercedes EQ, thì EQC sẽ là cái tên mà thương hiệu xe Đức này không hề muốn lưu lại trong sử sách. Dây chuyền lắp ráp mẫu crossover cỡ nhỏ chạy điện đã dừng hoạt động vào tháng 5 năm 2023 sau chỉ 3 năm vận hành. Và tất nhiên rồi, không có bất cứ một thương hiệu nào lại đi khai tử một chiếc xe bán chạy cả. EQC có một doanh số khá ảm đạm từ năm 2019 tới năm 2022,
Mercedes chỉ bán được 54.000 chiếc EQC tại thị trường châu Âu và con số tương ứng ở thị trường Trung Quốc là 14.000 chiếc. Bên cạnh đó, chưa có một chiếc EQC nào được bán tới Mỹ vì chưa kịp xuất khẩu tới đây. Tuy vậy thì Mercedes sẽ không hẳn là xóa bỏ cái tên EQC mà họ sẽ tiếp tục phát triển và tạo ra một chiếc EQC thuần điện nhưng dưới kiểu dáng sedan để cạnh tranh với những cái tên như là A4 thuần điện hay là BMW 3 Series thuần điện. Và kế hoạch này thì Mercedes lại một lần nữa thể hiện sự ngập ngừng của họ trong sân chơi xe điện. Chiếc EQC sedan thuần điện sắp ra mắt sẽ được xây dựng ở trên nền tảng khung gầm của chiếc C-Class hiện hành, chứ không phải là một nền tảng thuần điện chuyên biệt. Sau khi Porsche và Ford đưa ra những tuyên bố về việc là kế hoạch hoàn toàn điện hóa là quá tham vọng thì không biết Mercedes họ có chia sẻ chung quan điểm này hay không. Tuy vậy thì các bạn có thể nhìn thấy là họ đang lặng thầm phát triển rất nhiều những mẫu xe sử dụng nền tảng hybrid hoặc plug-in hybrid. Mới đây nhất thì chiếc siêu xe GT63 SE Performance của họ cũng là một chiếc xe plug-in hybrid. Mặc dù với xu hướng phóng to các mẫu xe ngày nay thì việc gặp một chiếc 7 chỗ full size có bán kính quay đầu thậm chí còn lớn hơn cả xe 16 chỗ là điều không lạ lẫm, thì Cadillac vẫn có một vị trí vô cùng đặc biệt ở thế giới những mẫu xe được gọi là khủng long với cái tên Escalade. Ở phiên bản Escalade 2025, sự thay đổi thì không phải là quá lớn nhưng họ vẫn tạo ra được những dấu ấn rất mạnh mẽ. Cụ thể ở đây với chiếc Escalade 2025, anh em sẽ nhìn thấy kiểu thiết kế đèn mới dạng dọc giống như một thanh kiếm. Ở bên trong các bạn có động cơ V8 mạnh tới 682 mã lực. Và cuối cùng là phía trong nội thất các bạn có 3 màn hình nối liền, rộng tới 55 inch, là những con số quả thật là rất đáng nói về mẫu xe khủng long này. Và những hình ảnh rất đẹp mắt, thú vị và ấn tượng về chiếc Escalade 2025 cũng là lời chào tạm biệt của chúng tôi ở video recap số 144 lần này. Như thường lệ thì đừng quên chia sẻ video nếu cảm thấy thú vị. Và hẹn gặp lại các bạn ở nhiều video khác của GearUp.